Bạn đăng bài bán hàng mà không có người like, bạn livestream mà không có người vào xem, các kênh TikTok, YouTube, fanpage của bạn không có người like và follow. Yên tâm, tất cả những điều này và hơn thế nữa sẽ được mình giúp các bạn giải quyết ngay sau đây. Let's go. Được rồi, đầu tiên các bạn vào website hoanganhsm.com giúp mình. Ở cái mục này các bạn sẽ vào phần đăng ký nhé. Đăng ký, các bạn đăng ký tài khoản này, các bạn dùng lấy tên user mà mình mong muốn. Tiếp theo địa chỉ email thì các bạn đánh những địa chỉ email bất kỳ nhé. Sẽ không có một cái mã xác nhận gì cả nên các bạn cứ sử dụng email bất kỳ là được. Tiếp theo mật khẩu, các bạn chọn cho mình một cái mật khẩu nhé. Có thể là có chữ số và ký tự đặc biệt, ok nhé. Sau khi các bạn đăng ký xong thì các bạn vào phần website thì có phần lưu ấy, thì các bạn lưu vào nhé. Rồi sau khi vào website thì các bạn có thể thấy là rất nhiều các cái mạng xã hội mà các bạn có thể lựa chọn nhé. Ví dụ như Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Shopee, Twitter. Và trong số đấy thì Facebook đang hiện đang là có số lượng người dùng lớn nhất với 2,2 tỷ người dùng theo số liệu báo cáo mới nhất của năm 2023 nhé. Nên hiện giờ mình sẽ làm mẫu cho các bạn cái like bài viết. Rồi các bạn chọn phần dịch vụ Facebook và các bạn chọn vào like bài viết nhé. Sau khi vào like bài viết các bạn sẽ thấy giao diện là link ID này, máy chủ này và số lượng là ba cái mục các bạn cần điền. Ở cái phần máy chủ nha thì là các cái option mà các bạn chọn, có option là nó like thì nó sẽ chỉ like không thôi nhé. Còn các cái phần mà có ghi là có cảm xúc ấy thì các bạn có thể tùy chọn cảm xúc. Ở phía dưới thì các bạn chọn số lượng. Còn cái phần link ID nó sẽ là các bạn vào cái phần 3 chấm ở trên giao diện máy tính nhé. Thì nó sẽ ra cái link. Đấy, còn ở trên điện thoại các bạn xuống cái phần chia sẻ nó sẽ ra link nhé. Như trên hướng dẫn ở trên hai màn hình nhé. Đấy, sau khi các bạn nhập vào thì bắt đầu nó báo thành công này. Đấy, sau khi mà thành công thì các bạn quay trở lại sang xem cái like nó chạy nhé. Các bạn đã nhìn thấy like nó vào rồi đấy. Và tiếp theo là cái mắt live stream nhé. Mình hướng dẫn luôn cái mắt live stream thì bên này nó cũng giống như thế thôi. Các bạn cũng nhập link ID nhé. Cũng sang bên giao diện ở máy tính thì là dấu 3 chấm, lấy link này, sao chép liên kết. Hoặc là ở bên giao diện điện thoại thì xuống chia sẻ nhé. Sau đấy các bạn chọn cái kênh mà các bạn muốn sử dụng này. Chọn cái số phút này và chọn số lượng này. Chú ý là block là 30 phút 1 nhé bạn nhé. Đấy, sau khi bạn bấm OK thì bắt đầu là nó, các bạn sang kiểm tra live stream này. Đấy, đây bây giờ các bạn thấy là mắt. Ok, mình xin phép kết thúc cái phần giới thiệu cơ bản ở đây ha. Tiếp theo mình sẽ làm các video búp và seeding khác để dưới phần bình luận. Các bạn có thể vào trong đó để tìm hiểu thêm ha. Ngoài ra thì các cái vấn đề khác thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp với cả fanpage của công ty mình. Sẽ có nhân viên trực để trả lời các bạn. Và mình xin chúc các bạn một ngày mới nhiều niềm vui, sức khỏe và lộc phát ha.